chào các bạn chào các bạn yêu tử vi sáng nay mình sẽ trở lại với cái phần trả lời câu hỏi thì cái bạn gái đầu tiên là một bạn nữ bạn này cho cái ngày là ngày 22 tháng 1 năm 92 đó là dương lịch âm lịch của bạn này sẽ là ngày 18 tháng 12 năm tân mùi lấy cái giờ cho bạn này là giờ tốt thì bạn này là người thân cư tài bạch ừ. con gái mà thân cư tài bạch là một người phụ nữ có cái tính gọi là nhìn cái giá trị đồng tiền nó quan trọng À, mà họ dễ bị cái nhân tố kinh tế nó tác động đến cái hướng đi của mình trong cuộc đời. có nghĩa là mình nhìn cái cuộc sống nó giống như là hạnh phúc hay không, vui vẻ hay không cũng phải coi túi tiền nó có hay không. đó là người rất là rất là hay, rất là thực dụng. nha các bạn. đó là những cái điểm về những người thân cư tài. và kế tiếp thì mình trở lại với cung mệnh của bạn này. bạn này là người mệnh thổ. mệnh của mình đóng tại cung mão. À đóng tại cung mão thì mình có vũ khúc thức xác nằm trong tâm hợp hợi mão mùi là tâm hợp mộc mình có tả phù hữu bực nằm ở bên cung tài là bộ tả hữu cái bộ um, thanh long lưu hà là nằm trong cái cung mệnh mình và cung tài là đây là bộ thanh long lưu hà rất là tốt mình có bộ phi lim bạch hổ nằm cung mệnh. À. Và cuối cùng là mình có bộ phượng cát giải thần nằm trên đức đế vượng Thì đây là bạn này ăn rất là nhiều những cái bộ gọi là Những cái bộ nó giúp cho cái bản thân của mình nó trở thành cái người nó linh hoạt Nó sống, nó có cái sự gọi là Đây gọi là nó cái mẫu người phụ nữ gọi là văn võ song toàn đó mà bạch hổ mà đóng một người phụ nữ thì ít khi nào em được nhàn thân lắm nha. <laughs> em phải rất là bôn ba. Em là người mà có sự suy đoán. Mà có cái cách suy nghĩ nó khá gọi là mạnh mẽ đâm ra dễ khi nhiều khi em dễ bị vướng vào cái trường hợp là em dễ nổi giận lắm ừ. em hơi quả quyết một chút bởi vì cái bộ bạch hổ phi lim mà vũ sát này nó làm cho mình có hơi sự quả quyết trong đó đâm ra nhiều khi mình dễ bị người ta hiểu lầm là cứ tính mình nó hơi cố chấp đó. nhưng mà mình lại được phượng cát giải thần thanh long lưu hà nằm ở trong tam hợp thì mình lại là cái người rất là sao rất là linh hoạt mình là một người rất là có cái đời sống tinh thần tình cảm nó rất là cao đó. thì đây là những cái bộ nó nó làm dịu bớt đi những cái tính nóng những cái khí chất mà hơi gọi là quả quyết của mình thì khi mình học tử vi mình thích tử vi mình nhìn được cung mệnh của mình mình đoán được những cái gì mà mình có hơi gọi là cần phải cố gắng nó nó tốt hơn thì mình sẽ thành công hơn thì đó là sơ lược về cái cung mệnh của em thì em hỏi chị bốn câu hỏi đầu tiên em hỏi về cung quan cung nô về đường kinh doanh và cuối cùng em hỏi về cái hướng nghiệp tương lai của em như thế nào nên làm những ngành nghề gì thì tốt cho em thì chị trả lời đầu tiên là trả lời cung quan lộc. Cung quan lộc của em thì có tử vi phá quân, có hỏa tinh, thái tuế phục binh, nằm trên cái đức mộ mà có thiên giải hoa cái thì nói đây là cái sự mà va chạm ở bên ngoài khi mà em vào những cái nơi em làm việc em thường hay cảm thấy có cái gì đó giống như là nó có bực mình cho mình mình không thích làm chung với người khác có thể mình làm chung với người khác là luôn luôn mình có những cái việc gì đó nó, nó, nó khó chịu thì lúc này con thái tuế nó sẽ cho em mới cảm giác là em muốn làm riêng, em muốn làm một mình à, hoặc là em tự làm chủ cho mình làm những công việc tự do thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhưng cái đó là cái mong muốn nhưng mà mình có thực hành được hay không Thì lúc này mình phải xem cung mệnh của mình Và không thể nào thiếu cái cung tài bật Để xem mình có những cái năng lực gì Để mình phát triển những cái hướng của mình Thì bây giờ mình nhìn về cung tài của em nha Thì cung tài của em, em có liêm chinh tham lan thì cái bộ liêm thang nằm ở hai cung tỵ hợi nó đồng cung nó hãm địa nó nói lên mình dễ bị dính dáng đến pháp luật dễ bị tù tội nhưng mà bây giờ mình gặp thuần rồi thì nó đỡ đi đó, nó 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 hãm đi được cái đó nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận thì nghĩa là sau này mình đi làm bởi vì cái số mình hay gặp cái đó cho nên mình phải rất cẩn thận à, là không để cái gì nó sơ sót để mình phải ảnh hưởng đến đến uh, ra tòa án hay là những cái hình pháp thì nó không nên nha kế tiếp nữa là mình có cái bộ hữu bực. Ừ nằm đây tả hữu nằm cung mệnh thì đây nói lên cái tính mình có khả năng là mình làm được những cái nghề mà ngoài giờ ví dụ như buổi sáng em làm một nghề rồi cái chiều về em làm thêm những cái nghề khác nữa thì mình có cách làm hai nghề là tả hữu mà tả hữu cũng nói lên là mình thường hay được trợ giúp những người giúp đỡ mình ở công việc đó mà mình cũng hay đi trợ giúp cho người khác luôn ý nói lên mình làm phó <laughs> không phải là làm làm chính có nghĩa là mình vào công ty lớn hoặc là những cái nơi nào làm chung với người khác thì thường thường mình là cái người trợ lý cái đắc lực nhưng mà mình làm phó thôi. Đó là cái cách nếu mình làm cho người ta. Còn theo cái bộ liêm tham mà vũ sát như thế này mà em lại có bạch hổ nằm tại mệnh nữa. Thì nếu đây là lá số của người đàn ông thì đây là lá số võ nghiệp. À, là đi lính đấy. Ừ. Nhưng mà đàn bà thì có, có nhiều cái hướng gọi là nghiệp vụ chuyên môn là một. Em rất giỏi về mỹ thuật, nghệ thuật là hai. Rất có khiếu về cái đó. Em thử cái đó xem. Kế tiếp nữa là mình có thể kinh doanh về mậu dịch nè kinh doanh về giao dịch nhiều cái loại sản phẩm thì em rất là rất là sáng trong cái những cái đó và một cái nữa chị nhắc là trong cái cung huynh đệ của em tại sao chị nói cung huynh đệ tại vì cung huynh đệ nó là cái kho tiền của mình nó lại là cái cung mà nó chiếu xung chiếu qua cung nô đó thì ở đây em có con sao văn khúc <laughs> thường thường người ta nghe văn khúc người ta nghĩ là ồ chắc là anh em có học thức là người nhẹ nhàng uyên bác người văn thơ không phải văn khúc nằm cung huynh đệ là rất dễ xảy ra sơ sót trong giấy tờ với bạn bè mình mà cuối cùng mình là cái người phá tán Nghe cái này phải cẩn thận chị nhắc lại một lần nữa rất dễ xảy ra sơ sót trong giấy tờ và dẫn đến phá tán mà cái, cái cung huynh đệ này nó cũng là cái cung nó nói lên nó giáp cung phu thê mình đấy cho nên trong tình cảm của mình cũng vậy phải cẩn thận phải lưu ý vấn đề đó dễ có những cái sơ sót mà chính bản thân mình lại đã chịu cái sự thiệt thòi cái thứ hai là chị nhắc đến con hóa khoa nằm cung huynh đệ <laughs> ở đây mình không mình lấy cung huynh đệ làm cái những cái sao chiếu của những cung khác chứ mình không coi về anh em tại vì anh em cái, cái người bạn này là tốt tại vì đồng lương là ok nhưng mà cái con hóa khoa nằm đây là sao hóa khoa nằm cung huynh đệ là em cứ nhớ cái điều chị dặn nè trong tương lai nếu trong cái mối quan hệ tình cảm của em á, với người phối ngẫu mà có vấn đề thì cái người hòa giải cho em sẽ là một người lớn tuổi em cứ mang một người lớn tuổi ra người đó sẽ nói dùm cho em thì cái 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 hòa giải giữa vợ chồng nó sẽ có cách hóa giải đó là cái cái cung số mà hóa khoa nằm cung huynh đệ em không hỏi cái này nhưng mà chị thấy thì chị nhắc em luôn đó và cái um, à, chị trả lời cung quan cung nô cho em à cái cung nô của em á cái lý do tại sao mà em cảm nhận như là em không có chơi được với bạn tốt cung nô của mình là vô chính diệu mà nó có tam thai hồng loan thiếu dương đà la thiên hình cô thần thiên thương thiên không kiếp sát quan phù thì ở đây chị sẽ nói uh, rộng hơn về cung nô một chút xíu có nhiều bạn trong tử vi họ không có quan trọng coi cái cái phần về cung nô thật ra 12 cung trong cái lá số tử vi nó đều có những cái móc xích với nhau, nó đều quan trọng như nhau hết. Nhìn cung nô chúng ta biết cung huynh đệ, nhìn cung nô chúng ta biết bản thân của chúng ta luôn. Nhìn cung nô chúng ta biết những cái thiếu sót của mình còn phải thiếu những cái gì tại vì nó là cái bản sao mình không có là trình cung nô, mình nói một cách một cách chiều tượng ra vậy để chúng ta nhìn được cung nô chúng ta biết nhìn cung nô chúng ta cũng biết được bệnh tật của chúng ta như thế nào đó cho nên cái cung nô là cái cầu nối giữa thiên di và quan lộc bây giờ chúng ta nhìn cái cung mệnh của bạn này nằm cung mão đúng không bây giờ mình đi ngược lại có phải đếm ngược lại là con số 8 không đây một hai ba bốn năm sáu bảy tám cái cung vị số 8 cung nô nó gọi là cung cung vị tuyệt tình đó là lý do tại sao lúc nào con sao thiên thương nó cũng nằm ở cung nô đó. thiên thương nó là cái cầu các bạn À, nó là cái sự mà gọi là Giống như khi mình mất rồi mình đi qua cái cầu thiên thương đó đó Để biết được rằng là Những gì nửa cuộc đời trước của chúng ta sống như thế nào Chúng ta có qua được hay không Cho nên cái cung hạn mà đến cung Cái cung cái cung mà nô Lúc nào cũng là cung hạn buồn Cung là cung hạn trải qua một cái điều lớn trong cuộc đời là lúc đó mình đến cái cung tật ách là con sao thiên sứ là cái lần thứ hai xem mình có thọ được quá 60 hay không. Đó là hai cái cung nó rất là đặc biệt trong lá số tử vi. Cho nên cung nô không thể nào xem một cách bình thường được mà phải xem tỉ mỉ. Thì đây là một cái kiến thức nâng cao trong tử vi. Bây giờ mình quay lại với cung nô của bạn này. Thì cung nô của bạn này là vô chính diệu. Nói lên một điều là bạn này phải nhìn cái cung huynh đệ để biết cung nô như thế nào. Thì hồi nãy chị nói rồi em là phải cẩn thận giấy tờ với bạn bè em đi làm ăn chung với nó mà em không cẩn thận giấy tờ rất dễ bị phá tài phá sản tại vì lúc này cung điền của em cũng có những cái vấn đề đó nha khó giải quyết vấn đề trong gia đình tại lúc này cung điền mình có hóa Kỳ. nó cho nên là bất động sản dễ bị hao tổn là vì lý do mình mình sơ xuất trong cái vấn đề giấy tờ với những người tương tác bên ngoài mà hao tổn luôn cả cái tình cảm trong gia đình nữa khó giải quyết là cái thứ hai cái kế tiếp nữa là cung phúc đức của mình <laughs> Cái cung phúc đức của em vô chính diệu à, Mà em có bộ điếu khách Có liêm tham như thế này chiếu qua Thì nó nói đến em là một cái người bên ngoài Có cái vẻ lạnh lùng Em em không biết tại sao nghĩa là bên ngoài em có cái vẻ nó hơi lạnh lùng chút Nhưng mà bên trong của em lại là một người rất là nhiều nhiệt huyết Rất là nóng bỏng đây là một người phụ nữ rất khá gọi là cá tính Nhất là cung mệnh của mình lại có bạch hổ Vũ khúc thức xác Thì phải nói đây là một cái mẫu người Ân oán tình thù rõ ràng ai mà đã ai mà đã làm những cái điều gì mà em cảm thấy em ghét đó, là em cũng khó quên được cái đó <laughs> mà ai mà em đã mang ơn người ta thì cả cuộc đời em không bao giờ quên ơn họ đó là cái người cái mẫu người phụ nữ của em cho nên vì lý do đó chị không nghĩ rằng là cái cung đô nó ảnh hưởng mạnh tới em tại vì thực ra cung đô của em là không có chính tinh em không có nghĩa là mình học những cái bài học trong cuộc đời của mình tại vì mình từ cung thiên di mình đi ra đời ra trường đời ra xã hội mình đi qua cung nô để mình gặp những cái người trong xã hội em sẽ gặp tức rất là nhiều người mỗi người đó nó cho em những cái bài học để sau này em trưởng thành em đi qua cung quan lộc em trở thành tử vi phá quân đó mình có thành công hay không thì cũng phải đi nhìn lại những cái người trải qua cuộc đời của mình những cái người tương tác với mình những người bạn của mình thầy cô của mình những cái người hàng xóm láng giềng của mình những cái người xung quanh mình những người bạn làm chung với mình những cái người đó đều cho mình những bài học để mình trở thành con người của mình ngày hôm sau đó cho nên là em sẽ không có không có bị cái đó mà em đó chỉ là những cái bước đường mà nó cho em trở thành con người vững vàng hơn trong cái tương lai của em thì cung thiên di của em á là em có con sao thiên phủ à, thiên phủ nó thuộc hành thổ nó hợp với em nhưng mà thường thường người ta coi tử vi lại nói ồ oh, thiên phủ nó là kho nó là tiền thì ra đường dễ gặp được những người quý nhân không phải thiên phủ mà nằm cung thiên di nó có một ý tưởng khác nữa đây là một cái sự vững vàng khi mà em đã hạ quyết tâm em làm thì Em sẽ làm tới cùng đó, nhưng mà bởi vì mình có cái địa kiếp tan môn nằm ở đây Thì đời em sẽ rất ít khi nào được nhàn Tại vì khi một người mà đã hạ quyết tâm Làm cho tới cùng Thì làm sao mình nhàn được đúng không <laughs> Cho nên đây là một cái lá số khá đặc biệt Thì chị hy vọng là chị đã trả lời hết tất cả những câu hỏi cho em một cuối cùng để chúc em thành công vui vẻ Trên bước đường kế tiếp của em Đây là lá số người khá gọi là mạnh mẽ cho nên chị không chị không thấy phải lo cho em nha Đó, thì chúc em vui vẻ hạnh phúc luôn luôn được coi như những cái điều bình an trong tâm hồn chào em